Mọi người ơi, mọi người đã nghe tin gì chưa? Shop vàng Ngọc 957.com vừa tăng giá vàng lên 2K8 10K 28 triệu vàng, 100K 280 triệu vàng, 2K8 vàng, 2K8 Ngọc 5.2. Lên ngay shop vàng Ngọc 957.com để ủng hộ cho Còi nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, lên ngay đi. Có rất nhiều bạn yêu cầu mình cover bài Em Gì Ơi của Jack. Nay mình chúng cover một khúc cho mọi người xem. Có tài thì đừng ăn giống. Ngày này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Anh coi, anh chữ ai? Anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy, thích gì? Anh còn ra ngoài rồi mới dám nói vậy thôi. Ok, thì xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho con nở tơ chim dài của mình lên 40 tỷ. Thì ra hôm nay là còn ít 2. Nên là vấn đề mình sẽ up một cái bộ 8 giờ. Không biết lên từ 31 tỷ có lên được 40 tỷ hay không mới là cái vấn đề nè. Cái vấn đề là con đệ mình nó cùi quá. 31 tỷ nhưng mà HP chỉ có 260k và KI 259k. Theo mình nhìn với cái chỉ số này thì nếu mà up lên 40 tỷ trong X3 này nó cũng khá là nhanh, nên là sợ là không bao giờ mà full đủ chỉ số được, nên là rất là khó khăn đây. Mình đang suy nghĩ, đang phân vân, anh em cho mình một cái ý kiến, comment một cái nhá. Là con đệ này nếu mà up lên 40 tỷ mà mình thấy chỉ số nó cùi, không biết là mình có nên chơi hay không nữa. Bây giờ mình sẽ mua đậu nè, mua bò nè. Thì giờ này mình up một cái bộ 8 giờ mình nghĩ là không biết có lên hay không nữa. Không biết có lên 40 tỷ không, mọi người nhớ comment nhá. Từ 31 tỷ lên 40 tỷ up trong 8 giờ. Đấy, mua một cái bộ điện tử 8 giờ thôi, bây giờ là mình còn 118 đồng nè. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên Sơn 8 Úc. Thì bên Sơn 8 này mình đã chia sẻ ở clip trước là rất là im. Update anh em chỉ cần bật, đừng có chơi hack á. Lộn anh em đừng, anh em dùng chết, nói chung là chậm, tất cả các thứ để chậm để có thể đứng vô giữa đây. Mình đang cố gắng nhảy ra giữa đây, đây, lại lọt xuống nữa rồi. Đi lên, đi từ từ qua thôi, đấy. Làm sao mà lú cái chân, đấy, lại gớt. Đấy, từ từ quay người lại, nghiêng người 180 độ, nghiêng người 180 độ, được rồi. Đấy, thế là bấm con đệ bảo vệ nha, thì nó sẽ cần được ba con quái. Nó đánh liên tục đấy. Ủa anh coi, nói chung là anh phàn nàn mình cái này update cho. Không có tuổi gì mà update qua mình. Nói về update thì mình là người chăm chỉ nhất mà nó thật. Thánh con mày update. Up có mấy ngày không gài mình đâu có up gì đâu, nhưng mà mình lựa X2 á, mình lựa tại vì mình cũng không X2 thì up khá chậm, nên bây giờ mình lựa X2 up. Lựa X2, X3 up phát mấy ngày lên 40 tỷ luôn. Ê, 31 tỷ với nhau, ê mọi người có thấy là 31 tỷ 158 triệu. Kích gào phát 59 triệu. Wow, lên 1 triệu sức mạnh chỉ còn một cái click đấy, 61 triệu. Lại tăng thêm 2 triệu nữa, đấy mọi người thấy nhanh không? X3 mà mình với set đồ là full 6 sao. Xích đồ 6 sao là bá đạo thật. Cái tốc độ up thế này là nhanh lắm rồi. Nếu mà mình đầu tư thêm một con thỏ và mình sẽ qua bên hang băng up thì nó còn kinh khủng nữa. Nhưng mà chưa làm vụ nên là sẽ không qua bên hang băng up được. Và cũng là chưa có tiền mua thỏ nên là chưa thể mà nào mà up được. Nên là xài con Android. Con Android này mình nghĩ nó khá là ok. Android này cộng 24% sức đánh quái, nói chung là khá là tạm. Còn về thỏ thì có rất là nhiều anh em giờ mình thấy là nếu bây giờ game như thế này thì anh em nên mua một con thỏ. Con thỏ là con có sức mạnh rất là cao. Nếu anh em mà bỏ tiền ra mua ma bư hay bui bui gì thì anh em nghĩ là nên mua thỏ cho đỡ tốn tiền. Một cái nít nếu nó có giá trị là khi nó có hai thỏ. Nói thật, một cái nít mà có hai thỏ giá rất là cao. Nhưng mà nếu mà các bạn bỏ tiền ra mua một con mà bươi sinh con hay là bươi bươi gì đó thì cái tiền nó có thể mua con thỏ, nó rất là ok. Tại giá tiền, giá thành nạn nó sẽ cao hơn. Đấy, mình sẽ trang bị lại đồ cho nít mình. Với cái áo là hút máu, quần tìm sức mạnh, găng sức đánh, nói chung là khá là ok. Và mình sẽ bấm dừng clip đây để xem là up trong 8 giờ sẽ lên được nhiêu. Và 8 giờ đã trôi qua thì con đệ mình cũng đã lên 40 tỷ chỉ sau một câu nói chuyện của mình. Thì không biết là nãy mình vô mấy giờ nữa, nhưng mà mình để ý là cũng sắp 8 giờ mình canh á. Kiểu như mình canh không biết là còn mấy phút nữa, nhưng mà đợi là 40 tỷ rồi, nãy giờ mình treo không à. Đấy, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái chỉ số con đệ mình 40 tỷ rồi nha. Đấy, mọi người thấy mình làm clip nhanh gọn không? Người ta sẽ hành trình up cái ghế, còn mình là quốc phát từ 30 tỷ đến 40 tỷ luôn.
ấy, vô phát trong một clip hôm nay. Bây giờ mình sẽ qua bên bạc mít xem mà còn nhiều. Thì giờ nãy là 31 tỷ, còn bây giờ là ôi 12 phút, vãi, chưa được 8 giờ nữa mọi người à, chưa được 8 giờ nữa thì full comment nó coi ấy, đây 40 tỷ rồi. Giờ này chắc là giờ bữa mình sẽ mua thỏ nào, mua thỏ cho nó, nhưng mà vẫn chưa có tiền nữa. Rồi đi làm vụ đấy, đi làm vụ đã đấy, thì mình sẽ tháo đồ ra để mà xem chỉ số cuộc đời này như thế nào, và không anh em sẽ góp ý cho mình. Nếu mà mình đọc comment mà nếu mà các bạn bảo là kiểu đổi đề thì mình sẽ đổi luôn. Nếu mà chỉ số cù quá, tại vì mình cũng chưa biết là chỉ số bao nhiêu, nhưng mà nếu mà cù quá thì mình sẽ theo các bạn, tại vì không có các bạn làm sao có mình ngày hôm nay, nên chắc những lời các bạn nói là quan trọng. Nhớ comment video, nhớ là like và comment nhé. Subscribe thì video nó tăng chậm vãi nhưng mà không sao. Ừ vãi trơn 280k ơi. Thế này chết rồi, 22k sức đánh vãi tèo rồi, nát rồi anh em ơi. Đợi 400-500k mấy mát mà giờ có 280 úp thế nào. What the fuck man. Ôi và anh em cho cái comment ở cái clip này, và nhớ like đăng kênh giúp mình nha. Nhớ ấn chuông theo dõi những video mới nhất của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Video của mình dừng tại đây, bye mọi người nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.